Rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 4 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Chắc hẳn mọi người đã có kế hoạch nghỉ lễ của mình, nhưng cũng đừng quên mở TV xem chương trình 60 giây nha. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây là các nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay. Bến xe cửa ngõ thành phố kẹt cứng khi người dân bắt đầu về quê đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm địa điểm tổ chức bắn pháo hoa vào tối ngày 30 tháng 4. Cháy lớn trên núi Cô Tô kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thi đấu chặng 22 từ Tiền Giang đến Cần Thơ. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục, nên nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn đi du lịch xa hoặc về quê thăm gia đình. Ngay từ chiều qua 26 tháng 4, rất đông người dân đã đổ về các bến xe liên tỉnh hoặc bắt đầu hành trình bằng xe cá nhân, khiến nhiều tuyến đường trở nên đông đúc hơn. Tình trạng ùn ứ đã xuất hiện ở một số nơi, đặc biệt là cửa ngõ phía đông thành phố. Từ 16 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 4, kết thúc ngày làm việc, hàng ngàn người dân đã đổ về bến xe miền Đông cũ ở quận Bình Thạnh để đi du lịch, về quê thăm nhà. Lượng phương tiện tăng đột biến đã khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài tại các tuyến đường xung quanh bến xe như Xuân Diết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13. Kẹt xe đầu đường cuối đường hơi tới bến xe miền Đông hơi khó khăn. Tình trạng ùn ứ cũng xuất hiện ở cửa ngõ phía đông thành phố, các tuyến đường đi miền Trung, miền Bắc. Đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ô tô xếp hàng dài di chuyển chậm. Giao thông hôm nay nói chung là kẹt nhiều đường, tuyến đường kẹt nên nói chung là khó khăn. Theo dự báo, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ gia tăng rất mạnh lượng xe qua đây khi nhiều người chọn đi nghỉ lễ ở Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, nhất là khi tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo vừa thông xe, đầu nối vào hai tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày bất ngờ trở thành động lực để các doanh nghiệp lữ hành tung ra các tour du lịch hấp dẫn cả trong dịp lễ lẫn xuyên suốt mùa hè. Trong bối cảnh giá vé máy bay trong nước tăng cao, các tour nội địa di chuyển bằng đường bộ được dịp lên ngôi. Không còn cung cấp các tour mang tính chất truyền thống, công ty du lịch này đã tung ra thị trường một số tour độc đáo với lịch trình được thiết kế hấp dẫn, giá cả hợp lý. Thay vì chúng ta sẽ đi biển Pattaya, thì chúng tôi sẽ đưa vào một cái khu rừng. Ở trong đây có một cái dòng suối và kế bên dòng suối có một cái resort 4 sao và khách hàng sẽ ở bên resort để ngắm vào dòng suối. Trong khi đó, các điểm đến trong nước vẫn là lựa chọn của nhiều du khách lớn tuổi. Để mà đi du lịch thì cô chọn đi trong nước trước tiên, thể xem đất nước mình nó hùng vĩ và đẹp như thế nào đã. Chúng ta có rất là nhiều các sản phẩm chuyên về lịch sử, trải nghiệm những cái nét văn hóa của truyền thống của năm dân tộc anh em của chúng ta để chúng ta làm mới, làm sao để mà thổi được cái hồn vào trong từng cái sản phẩm. Các doanh nghiệp lữ hành khuyến cáo du khách nên đặt tour sớm, chọn dịch vụ lệch các khung thời gian cao điểm. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ thông tin về công ty cung cấp dịch vụ du lịch, các chương trình khuyến mãi trước khi lựa chọn sản phẩm. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào tối ngày 30 tháng 4. Cụ thể, thay vì bắn pháo hoa tại 16 điểm như thông tin trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, trong đó có một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, 4 điểm tầm thấp gồm 2 điểm tại thành phố Thủ Đức, 1 điểm tại huyện Củ Chi và tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 30 tháng 4. Ngày 26 tháng 4, tại quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ hội Tràng An năm 2024 để có thể là lựa chọn điểm tham quan, vui chơi cho du khách trong kỳ nghỉ lễ này. Với chủ đề Về miền di sản Tràng An 2024, lễ hội được tổ chức với nhiều sắc màu văn hóa ý nghĩa. Trong đó, nét mới của lễ hội năm nay là lễ rước rồng từ cổng Tam Quan vào bến thuyền Tràng An và xuyên suốt hành trình lễ hội trên sông Sào Khê. Lễ hội Tràng An được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương là người có công trấn ải Sơn Nam thuộc Hoa Lư Tứ Trấn, bảo vệ đất nước thời Hùng Vương thứ 18. Đức Thánh Quý Minh Đại Vương đã có công trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ dân tộc và phù trợ giúp người dân mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vào sáng qua 26 tháng 4, Bảo tàng Mỹ thuật đã khai mạc triển lãm với chủ đề Đường lên Điện Biên.
Triển lãm trưng bày 70 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, ký họa, áp phích của 34 tác giả, khắc họa chân thực sinh động cuộc sống chiến đấu của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đặc biệt, ngoài triển lãm trực tiếp truyền thống, lần đầu tiên các tác phẩm này được trình chiếu với kỹ thuật công nghệ hiện đại, tạo trải nghiệm mới mẻ, sinh động và hấp dẫn đối với công chúng. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15 tháng 5. Trong phần an ninh trật tự, công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong tại Yên Bái. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 2 vụ vận chuyển mua bán gần 1,4 tấn pháo nổ trái phép. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Theo đó, sơ suất trong phối hợp đóng mở điện của nhóm công nhân đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Theo đó, khoảng hơn 12 giờ ngày 22 tháng 4 sau giờ nghỉ trưa, anh Lê Mạnh C, sinh năm 1979, là trưởng ca sản xuất phân xưởng thành phẩm, cùng anh Nông Văn Tê và 8 người khác dẫn chuyển vật liệu vào bên trong máy nghiền xi măng số 3 để sửa chữa thay tấm lót. Lúc này anh C không cắt điện theo quy trình sửa chữa. Sau đó chị Nguyễn Thị T là nhân viên phòng điều khiển trung tâm phát hiện điện chưa cắt nên gọi điện báo cho anh C. Cùng xử lý sự cố sau đó có anh Vũ Xuân T và anh Trần Mạnh Hùng. Khi anh Xuân T ngắt automat nói với trung tâm điều khiển rồi đi tìm thợ sửa điện, thì Hùng đã lấy một đoạn cán chổi chọc vào rồi đè đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền dẫn đến máy nghiền số 3 quay. Hậu quả khiến 7 người đang ở bên trong máy nghiền bị tử vong. 3 người ngồi trên máy nghiền bị hất văng xuống đất và bị thương. Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng. Hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ. Tối qua, lực lượng chức năng huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết xảy ra cháy lớn trên núi Cô Tô do khu vực có nhiều dốc cao, đá lớn, khói nhiều, đá nổ và rơi từ trên xuống dốc cản trở nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đám cháy bùng phát lúc 10 giờ trên núi Cô Tô kèm theo tiếng nổ lớn khiến người dân địa phương hoang mang. Đám cháy xuất phát từ đám cỏ khô trên núi, khu vực cháy không có rừng, chủ yếu là đá và cây cỏ. Một số tiếng nổ lớn nghi là từ đạn bom còn sót lại nên lực lượng chức năng đang thận trọng tiếp cận hiện trường. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, do tình hình khu vực đám cháy dốc cao, đá lớn, khói nhiều, đá nổ và rơi từ trên cao xuống, khiến công tác chữa cháy gặp khó và không đảm bảo an toàn, nên các lực lượng tham gia chữa cháy đã rút để đảm bảo an toàn. Dự kiến sáng nay 27 tháng 4, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Theo ghi nhận ban đầu, diện tích đám cháy khá lớn, nguyên nhân cháy chưa xác định, có khả năng người dân đi bắt ong vô ý để lửa bén gây cháy. Cũng vào chiều tối qua, một đám cháy bùng phát gần khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4, người dân sống ven đường tỉnh lộ 878 bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc lên từ trong bụi cỏ dại nằm trên phần đất rộng hơn 1.000m2. Tại đây có các cây bạch đàn và nhiều loại cỏ dại khác nên lửa nhanh chóng cháy lan ra, bao phủ trong một diện tích rộng lớn. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Những tin báo, công an xã Tân Lập 1 phối hợp với công ty cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang cùng lực lượng cứu hỏa của khu công nghiệp Long Giang tiến hành dập tắt đám cháy. Khoảng hơn 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Dù vậy, các lực lượng vẫn tiếp tục phun xịt nước trên diện rộng để phòng lửa bùng phát và cháy lan trở lại. Ngày 26 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Củ Chi và Công an quận Phú Nhuận đã liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển mua bán hàng cấm là pháo nổ. Tang vật thu giữ có tổng trọng lượng gần 1,4 tấn. Ngày 10 tháng 4, trên tuyến quốc lộ 22 đi qua huyện Củ Chi, tổ tuần tra phát hiện Lê Chí Hưng, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, điều khiển xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe vận chuyển 14 thùng cát tông chứa 336 hộp pháo nổ, trọng lượng gần 600 kg. Hưng khai chở thuê số pháo trên và biết rõ hàng vận chuyển là pháo nổ. Ngày 11 tháng 4, Công an quận Phú Nhuận phát hiện một nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ đang vận chuyển 8 hộp pháo nổ, trọng lượng hơn 25 kg. Qua truy xét, Công an bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997, trú tỉnh Bình Thuận, là đối tượng đặt giao hàng vận chuyển số pháo nổ trên về địa chỉ ở huyện Hóc Môn để cất giấu. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an phát hiện thu giữ 30 thùng pháo nổ với trọng lượng gần 750 kg.
Tuấn Anh khai nhận đã mua hơn 800 kg và đã bán được 20 thùng pháo nổ. Hiện công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng đã mua pháo nổ của Tuấn Anh để thu hồi triệt để số pháo nổ đã tiêu thụ, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ. Công an tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, tàn trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả số lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Trước đó, Đỗ Chí Huyện, sinh năm 1999, trú tỉnh Sóc Trăng, bị người dân phát hiện dùng tiền giả mua hàng hóa nên bắt giữ, bàn giao cho công an. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ hai đối tượng bán tiền giả cho Huyện là Huỳnh Nhật Thư, sinh năm 1996 và em ruột Huỳnh Bé Thư, sinh năm 2001. Khám xét nơi ở của chị em Thư, công an thu giữ hơn 29 triệu đồng tiền giả chưa kịp tiêu thụ. Công an sau đó tiếp tục bắt giữ và khám xét nơi ở của Võ À Minh, sinh năm 2004, thu giữ gần 68 triệu đồng tiền giả cùng nhiều máy móc thiết bị dùng để sản xuất tiền giả. Minh khai đã sản xuất được 165 triệu đồng tiền giả. Trước đó, công an thị xã Tịnh Biên phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng lưu hành và mua bán tiền giả gồm Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1999 và Nguyễn Minh Chí, sinh năm 2001 cùng đồng bọn. Tang vật thu giữ trên 52 triệu đồng tiền giả. Hiện hai vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu khai báo gian dối để xuất khẩu kim loại trái phép đi nước ngoài tiêu thụ. 6 container ban đầu được khai báo là gỗ dán ép nhiều lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam, đã làm xong thủ tục thông quan hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Các container này đang được đưa lên tàu để chuẩn bị vận chuyển đi Thái Lan tiêu thụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện trong 6 container nói trên, hàng hóa không phải là gỗ dán ép, mà toàn bộ là hợp kim đồng, có tổng trọng lượng hơn 168 tấn, trị giá ước tính 30 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa khai báo gian dối trên để phối hợp điều tra, xác minh xử lý theo pháp luật. Trong phần tin thế giới, cháy nhà nghỉ tại Brazil khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Anh thử nghiệm lâm sàng vaccine ngăn chặn tái phát cho người từng bị ung thư da. Ngày 26 tháng 4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bang Rio Grande do Sul ở phía nam Brazil, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Địa điểm bị cháy là một nhà nghỉ ở thành phố Porto Alegre. Lực lượng chữa cháy nhận được thông tin báo cháy vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 4 theo giờ địa phương. Sau 2 giờ thì họ dập tắt được đám cháy. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Có người hét lên báo cháy và lửa đã lan đến hai phòng cạnh phòng tôi. Khói dày đặc ở tầng trên và phòng bên cạnh, nhưng tôi đã kịp chạy ra ngoài. Lửa rất lớn, có một người đã bị thương. Anh ấy đã nhảy từ tầng 3 xuống. Cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà và đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sở cứu hỏa cho biết cơ sở này không có giấy phép để làm nhà nghỉ và cũng không có phương án chữa cháy. Các phòng trong tòa nhà rất gần nhau, khiến lửa dễ lan rộng và khách khó thoát thân khi có sự cố. Các nhà khoa học Anh đang tiến hành một thử nghiệm lâm sàng mang tính bước ngoặt, đó là vaccine dựa trên công nghệ mRNA có thể tấn công vào tế bào ung thư da của từng bệnh nhân, ngăn chặn bệnh tái phát. Nếu thành công, phương pháp này có thể mở ra hướng đi mới trong điều trị ung thư. Khoảng 1.000 người đã được chọn cho đợt thử nghiệm giai đoạn 3 do Bệnh viện Đại học London tiến hành. Ở giai đoạn trước đó, vaccine có hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong hoặc tái phát ung thư da lên đến 49%. Đầu tiên, bệnh nhân sẽ được cắt bỏ khối u ác tính. Chúng tôi sẽ xem xét trên khối u đó các dấu hiệu giúp hệ thống miễn dịch xác định và chỉ nhắm vào tế bào ung thư. Vì vậy, vaccine này sẽ mang tính cá nhân quá cao và không phù hợp với tất cả các đối tượng. Dù chỉ thử nghiệm ở những bệnh nhân đã loại bỏ khối u ác tính, song các bác sĩ cũng hy vọng phương pháp này sẽ thay đổi cục diện chữa trị các loại ung thư khác. Dự kiến việc thử nghiệm sẽ kéo dài trong vài năm. Để chào mừng Thế vận hội Olympic Paris 2024 sắp diễn ra vào tháng 7 tới, Bảo tàng Khoa học Quốc gia tại Hàn Quốc vừa tổ chức một triển lãm độc đáo mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan về nguyên lý và công nghệ khoa học ứng dụng trong thể thao. Leo núi trong nhà với sự trợ giúp của công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Khám phá các nguyên tắc khoa học ẩn giấu trong các môn thi thể thao tại Olympic và Paralympic Paris 2024 sắp tới. Hay tự tìm hiểu về cơ thể của mình
thông qua các bộ máy đo sức bền và sức mạnh cơ bắp, cũng như sự nhanh nhẹn và khả năng thăng bằng. Đây là những trải nghiệm đặc biệt có trong triển lãm Bí mật chiến thắng, được tổ chức tại Bảo tàng Khoa học Quốc gia Hàn Quốc. Thông qua cảm biến video trong thời gian thực, bằng cách phân tích tư thế đi bộ, góc cổ và thắt lưng, v.v., chiếc máy này sẽ hướng dẫn bạn tư thế đi bộ chính xác. Khách tham quan được tìm hiểu cách thức các vật liệu mới như carbon hay sợi thủy tinh có thể cải thiện hiệu suất của người chơi thể thao. Trải nghiệm các bộ môn thi đấu của Olympic và Paralympic thông qua thực tế tăng cường và thực tế ảo. Thưa quý vị, trong cuộc sống, một người làm rơi tiền và người khác nhặt được là chuyện rất bình thường. Nhưng chỉ nhặt tiền trong một tuần mà đủ để mua một chiếc TV thì lại là chuyện hiếm có, mà lại là tiền xu vốn có mệnh giá nhỏ. Đây là câu chuyện được anh Luis Alvarez ở Chile đăng lên TikTok. Anh vốn rất thích dùng máy dò kim loại để tìm những món đồ lặt vặt trên bãi biển hay công viên. Khi cần mua một chiếc TV mới cho con gái, anh đã tập trung dò tìm tiền xu. Ban đầu tôi tìm được rất nhiều nắp chai đinh và những thứ rác linh tinh. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về máy dò, và ngày càng tìm được nhiều tiền xu, rồi cả những món đồ trang sức nữa. Theo anh Alvarez, chỉ trong một tuần, anh đã tìm được lượng tiền xu có tổng trị giá hơn 200.000 peso, tức khoảng hơn 5,3 triệu đồng Việt Nam. Anh đã dành hẳn một đêm để lau chùi, phân loại tiền, rồi tìm một cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng tiền xu. Chuyện đó như một phần thưởng vậy. Khi bạn đang nhặt rác thì lại thu được lợi ích về kinh tế và tinh thần. Thưa quý vị, chỉ ít phút tới đây, đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ tiếp tục thi đấu chặng 22 từ Tiền Giang đi Cần Thơ, lộ trình 148 km. Chặng đua đi qua nhiều cây cầu với độ cao khác nhau là cơ hội để các tay đua chủ động tấn công. Chặng 22 đi qua 5 tỉnh gồm Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Cần Thơ, có đường đua hẹp, thời tiết nắng nóng. Những chặng gần đây, chiến thuật kéo đoàn đông về đích của ekip Vĩnh Long không hiệu quả. Chân rút chủ lực Martin Last tỏ ra lép vế khi đối đầu với Peter Rikunov. Rất có thể chặng 22 này kịch bản sẽ thay đổi. Những tập thể mạnh kìm kẹp nhau ở phía sau sẽ là cơ hội cho những tay đua tách tốp thành công, có khả năng đi đường bền, giành chiến thắng. Đến nay Peter Rikunov đã có 9 chiến thắng chặng. Thêm một lần về nhất nữa sẽ giúp anh cân bằng thành tích 10 lần thắng chặng đã thiết lập tại cuộc đua năm ngoái. Chặng đua từ Tiền Giang đi Cần Thơ sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ sáng nay trên kênh HTV9, HTV Thể thao, ứng dụng HTVC và các nền tảng mạng xã hội của HTV. Rạng sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã chạm trán U23 Iraq trong trận tứ kết cuối cùng của giải U23 châu Á 2024. Dù bị đánh giá thấp hơn, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn nỗ lực hướng đến mục tiêu lần thứ hai tiến vào bán kết của giải đấu. Toàn bộ các diễn biến đáng chú ý của trận đấu đều nằm trong hiệp 2. Phút 59, một cầu thủ Iraq ngã sau khi va chạm với thủ môn Trang Chuẩn. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho Iraq hưởng phạt đền và Ali Jassim đã thành công để mở tỷ số cho Iraq. Phút 89, Mạnh Hưng phạm lỗi nguy hiểm với đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Trong thời gian bù giờ, trọng tài còn suýt cho Iraq hưởng thêm một quả phạt đền nhưng đã rút lại vì cầu thủ Iraq đã dịp dị. Chung cuộc, Iraq thắng 1-0 để vào bán kết gặp Nhật Bản. Ở một trận đấu trước đó, U23 Uzbekistan đã mở tỷ số vào lưới đương kim vô địch Ả Rập Xê Út ở những phút bù giờ của hiệp 1. Người lập công là Hussein Nocheev. Đến phút 70, Ả Rập Xê Út chỉ còn 10 người trên sân sau khi Ayman Yahya phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi cao chân. Chơi hơn người, Uzbekistan ghi thêm một bàn nữa ở phút 84 với cú đánh đầu của Umarali Ramonaliyev. Thắng 2-0, Uzbekistan sẽ gặp Indonesia ở bán kết, còn Ả Rập Xê Út chính thức trở thành cựu vương của giải đấu. Thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay lúc 18:30 với những thông tin cập nhật trong ngày. Một lần nữa chúc quý vị có kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào, tạm biệt.